chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 năm 2023 ha. Thì bà con về quê ăn Tết bắt đầu là hôm nay bắt đầu bà con sẽ trở về Sài Gòn để mình sẽ đi làm trở lại ha. Đường buổi sáng thì cũng rất là đông anh chị. Hôm nay thì cái chiều mà mình từ Bến Tre mình đi lên cầu Rạch Miễu á thì sẽ rất là dễ kẹt xe. Còn mà cái hướng mà đi về á, từ Tiền Giang về Bến Tre thì cũng không có kẹt. Ngày hôm nay là mình ưu tiên cái chuyến đi lên á, là rất là dễ kẹt xe. Hôm nay thì tụi em đi bằng xe gắn máy, cả đoàn đi qua bên Tiền Giang chơi anh chị. Thời tiết những ngày gần Tết vậy thì rất là mát mẻ. Chiều đi lên thì bây giờ nó cũng tương đối không có đông lắm anh chị, giống như là người ta đi một cái luồng á, như là sáng sớm thì đông, còn giờ này thì cũng 11 giờ mấy rồi nên là cũng không có đông lắm. Giờ này thì cũng thưa thưa người ha. Anh đang về đi xe máy chạy tỉnh queo ha. Mà anh chạy chiếc xe xe 6-7 nghìn ngầu vậy. Bây giờ thấy thông thoáng này nè, không đông lắm, thông thoáng không có đông lắm, xe đi vẫn đi được, không đến nỗi mà bị kẹt xe. Chắc tới lúc mình về lúc đó đông á. Tới mình về là trưa trưa á. Thank you.
cầu Rạch Miễu của mình thì nó hơi nhỏ đó anh chị, nên là đến đây thì bắt đầu là xe nó sẽ hơi ùn ứ tí xíu, nhưng mà thật sự thì cái xe vẫn còn đi được ha, không sao, vẫn còn đi được. Xe gắn máy thì mình đi cái luồng bên trong thì nó đỡ nè ha, còn xe hơi thì rất là dễ kẹt xe, tại cầu đây thì nó hơi nhỏ. Đó giờ là vô một len. Vô len. Khoảng chừng 2-3 năm nữa thì cầu Rạch Miễu 2 mình xây dựng xong thì tới giờ đó là mình đi rất là tiện, rất là khỏe anh chị. Hai cầu thì nó giảm tải được cái lượng giao thông á, chia ra nên là mình đi nó sẽ đỡ hơn ha. Cũng là 1:30 hơn rồi đây anh chị, bắt đầu là cầu Rạch Miễu bắt đầu là thấy cái lượng xe bắt đầu là người ta đi rất là đông rồi nè, lượng xe bắt đầu giờ thấy di chuyển tương đối là chậm. Quá trời đông luôn. Đây nè, hello là hello, hello. Đây nè, hello dây, hello. Hello. Hello là đây nè. Quá trời đông rồi. Rồi cầm đi. Quay tiếp hả? Quay tiếp. Trời đất ơi. Hồi sáng á, tại vì á là như là cái luồng xe trước ta đi á, rồi bây giờ bắt đầu là người ta bắt đầu đi lên nè, bắt đầu giờ kẹt nè, thấy không? Mà sao giờ đường chiều mình biết sao nhường nhường bên xe một tiếng một chiều á. Đúng rồi. Đây là xe của gia đình luôn. Giờ kẹt rồi. Giống như là cho một chiều xe trên cầu Rạch Miễu á. Cho nên là bên đây cũng chịu hơi bị kẹt tí xíu luôn. Đúng rồi, mình đi xem đa mình lách được con, mình lách mình chạy được, còn như xe du lịch thấy không nó kẹt cứng ngắc luôn á. Xe hơi có máy mi kẹt rồi hả? Xe hơi có máy mi kẹt rồi. Chiếc bật lái cũng rớt chưa. Ủa sao anh lủi vô đây rồi? Sao quá. Giờ là kẹt rồi đó anh ơi. Vậy là sao? Đó bây giờ nó kẹt cứng ngắc luôn. Xe hỏi trâu về đánh.
giờ là cũng là 4 giờ rưỡi rồi đây anh chị. Con đường ở bên tay trái bên đây là cái hướng từ cầu Rạch Miễu mình đi về thành phố Bến Tre. Con đường đi rất là thông thoáng, còn ở phía bên tay trái em đường hướng chiều đi ngược lại thì cái lượng xe sẽ đông hơn ha. Thường là vào những ngày mà sau lễ như vậy á thì cái lượng xe mà bà con mình đi chở ngược lên Sài Gòn, đi Bình Dương đồ anh chị để mình đi làm á rất là đông. Còn con đường đi về thì rất là thông thoáng ha. Mỗi năm thường thì tụi em đi Sài Gòn về quê vợ là tụi em đi tầm bữa mùng 2 Tết thì cái chiều đi lên rất là vắng, và cái chiều ngược lại người ta đi về thì đông, và đến ngày mùng 6 tụi em đi về thì nó lại vắng, mà cái chiều người ta đi lên làm lại thì nó cũng đông như lắm. Tụi em đi là toàn là những lúc mà đường nó thông thoáng như vậy nè, nó không có khi nào bị mà vấn đề mà về kẹt xe nhiều cũng đỡ. Ngày mai là bắt đầu là người ta sẽ đi làm trở lại bình thường hết rồi. Đây vậy chứ mà ở trên cái hướng ở trên cầu Rạch Miễu chứ mà đông lắm em, chặt xe á. Đi lên nhiều. Thì đi có luồng á. Nhưng mà lên tới ngay cái dốc cầu Rạch Miễu là cũng ngắt rồi. Tại vì cầu Rạch Miễu mình nó nhỏ quá đi á, giống như là cái cổ chai tới đó bắt đầu nó sẽ chậm hơn. Cái lượng xe nó lưu thông không được nhanh. Thấy chở thấy giỏ đồ tùm lum là biết đó là người ta đi về Sài Gòn rồi đó.